Tổng thống Tanzania John Magufuli chỉ trích các bộ xét nghiệm đang được dùng tại nước ông bị lỗi sau khi cho kết quả dương tính trên các mẫu thử lấy từ một con dê và một trái pawpaw. Tổng thống Tanzania nói các bộ xét nghiệm này được nhập khẩu từ nước ngoài và ông đã yêu cầu các cơ quan an ninh kiểm tra chất lượng. Họ chọn ngẫu nhiên một vài mẫu thử không phải từ người, trong đó có một mẫu thử từ trái pawpaw, một con dê và một con cừu, nhưng đặt tên tuổi người cho các mẫu thử này rồi đưa qua phòng thí nghiệm. Và theo lời Tổng thống, mẫu lấy từ con dê và trái pawpaw cho kết quả dương tính. Phát biểu tại một sự kiện ở Tây Bắc Tanzania, ông Magufuli nói, việc này cho thấy một số người được báo là bị lây nhiễm virus, nhưng thực tế không phải vậy. Tổng thống Tanzania cũng cho biết, ông đã gửi một chiếc máy bay đến Madagascar để thu thập một loại thuốc chữa virus mà Tổng thống nước này quảng cáo là hiệu nghiệm. Đây là một thảo dược hỗn hợp, chưa được quốc tế công nhận bằng nghiên cứu khoa học. Tính đến ngày 3 tháng 5, Tanzania có 480 ca nhiễm và 17 người chết vì virus corona. Khác với các nước khác ở lục địa này, Tanzania đôi khi không cung cấp thêm tin tức trong nhiều ngày và lần cập nhật gần đây nhất là vào hôm 29 tháng 4.